Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ thông báo cho mọi người một thông tin cực sốc. Đó là mình đã ngưng dùng máy phun sương. Sao? Các bạn thấy sao? Sốc không hả các bạn? Sốc không? Chứ mình tự thấy sốc luôn đó. Mình rất là đắn đo khi mà thông báo cho các bạn tin này, nên là mãi đến hôm nay mình mới thông báo. Vì thực tế là mình đã ngưng dùng những cái máy phun sương vào ngày 27 tháng 9 rồi. Tới nay 28 tháng 11 là đã tròn 2 tháng. Mình bắt đầu ngưng phun sương vào lúc mà con bơ xanh nó chính thức đi lột xác đó. Lúc đó mình ngừng dùng máy phun sương luôn. Mà cái nguyên nhân chính á, là do cái ông hàng xóm kế bên nhà, ông xây nhà mới, làm cả bầy ốc của mình gặp vấn đề. Cũng như là cái bầy ốc của mình đang có cái hiện tượng là lột xác liên tục ở nhiều con ốc. Cho nên là mình phải thử đủ mọi cách cho tụi nó ổn định tinh thần. Mình đặt thêm hang gáo dừa nè, thêm lũa nè, đổi lại bố cục trang trí nè, di dời cái hòn lột xác, vân vân, để hy vọng là cứu được bầy ốc của mình. Và trong đó mình đã thử luôn cả việc ngừng phun sương. Với lại mình quan sát trên những cái hồ phụ á, thì thấy là không phun sương tụi nó vẫn sống được, nên mình mới áp dụng luôn trên bầy chính của mình. Khi mà mình thông báo việc này cho các bạn á, thì mình lo là các bạn sẽ bị sốc, vì mình đã nuôi ốc bằng cách dùng máy phun sương trong suốt 6 năm qua, từ năm 2017 đến hôm nay. Thế mà bỗng dưng mình không dùng nữa thì sẽ làm cho các bạn hoang mang, không biết là nên nuôi theo cách nào. Nhưng mà mình đã hứa với các bạn là mình sẽ cập nhật tình hình hồ chính thường xuyên cho các bạn, nên là hôm nay mình quyết định thông báo cho các bạn, chứ không thể im lặng mãi được. Nếu mà bạn nào chịu để ý thì các bạn sẽ thấy là những cái hồ phụ của mình đều không có gắn máy phun sương vào. Còn hồ chính á, thì phải để ý kỹ mới thấy, vì mình ít khi quay hồ chính từ trên xuống lắm. Với lại ở nhà mình đang có 4 cái nhiệt ẩm kế đặt ở nhiều góc trong nhà, thì mình thấy là độ ẩm thường xuyên dao động trong khoảng từ 60 cho đến 90%. Thông số này cũng không quá thấp so với cái độ ẩm khuyến cáo dành cho mượn hộ, nên mình mới ngừng phun sương thử đó chứ. Mặc dù là mình không dùng máy phun sương nữa, nhưng mà mình vẫn còn giữ ẩm cho tất cả ốc của mình nha các bạn, chứ không phải là mình để cho tụi nó tự làm ẩm cái hồ đâu. Hiện tại là mình đang áp dụng cái cách làm là tưới nước vào cái nền cát cho cả bầy chính và bầy phụ. Tuy nhiên mình không khuyến khích các bạn làm theo, vì cách làm này tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro nếu các bạn làm không đúng cách. Mình nói rồi đó nha, tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro nha. Với lại mình cũng chỉ mới bắt đầu áp dụng cái cách này đồng loạt trên tất cả các hồ phụ có 3 tháng thôi, nên cũng chưa nói được gì nhiều hết. Hồ chính thì mới làm được có 2 tháng thôi. Chờ thêm vài tháng quan sát nữa thì mình mới có kết luận chính xác được. Nếu các bạn bắt chước tưới nước vào nền cát á, mà ốc có vấn đề gì thì đừng nói là do mình xúi giục nha. Từ lúc ngưng phun sương thì hai cái con bơ xanh với lại con viêu tím trong cái hồ chính á, nó không còn năng động như trước nữa, không còn di chuyển trong hồ từ sáng tới chiều nữa. Nhưng mà nó vẫn ăn uống rất là đều đặn nha, ngày nào nó cũng ra ăn hết á. Một ngày tụi nó sẽ ra khỏi hang ít nhất là 2 lần. Một lần là để đi dạo, có thể là vào buổi sáng hoặc là vào buổi chiều, và lần thứ hai là để đi ăn khi mình đặt đĩa thức ăn vào hồ. Nhưng mà ốc trong những cái hồ phụ thì không được như vậy, bữa thì ăn bữa thì không, có khi mấy bữa mới ăn một lần, và rất ít khi ra khỏi hang hay là đi dạo. Sự khác biệt có thể là do cái hang đặc biệt của hồ chính, để hôm nào mình tháo cái hang ra cho các bạn xem. Nhìn vậy chứ bên trong nó đặc biệt lắm. Hy vọng là năm sau mình sẽ tìm ra được một cái cách nuôi ốc mới cực kỳ dễ dàng cho tất cả các bạn luôn. Cách nuôi mà kể cả một bạn học sinh lớp 1 cũng có thể làm được nữa. Nhưng mà mình vẫn đang trên đường đi tìm cách nuôi đó.